Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về một chút về thông tin của chính trị của Nga và Mỹ. Thì vừa rồi như vậy, tàu của Nga là ở kế bên tiểu bang Florida, kế bên Mỹ như vậy. Thì vừa rồi như vậy là thông tin được rò rỉ, được đẩy ra là nó có một sự bùng nổ, mà người ta nói cái sự bùng nổ đó là vừa rồi là cái tàu ngầm của Nga được lộ lên mặt nước, thì một cái tiếng ồn rung động lớn được nổ ra, mà bạn có thể thấy khói. Ok, nhưng rõ ràng cái video này không phải là về chính trị, nhưng mà cái video này là về BTC. BTC ngay bây giờ đang nằm ở con giá là 67.400, trong khi gọi là chiến tranh gọi là bùng nổ, gọi là nó có thể dẫn dắt tới chiến tranh thứ ba thế giới. Đó là một chuyện mình quan tâm tới. Chuyện thứ hai là vừa rồi là cái vấn đề mà Saudi gọi là hết hạn hợp đồng với Mỹ, cái vấn đề mà petrodollar, hồi đó đến giờ 50 năm vừa rồi á, là đồng tiền á, là đồng tiền dầu mỏ, đô la dầu mỏ, thì nó đã kết thúc. Và nó để kết thúc như vậy đó có nghĩa rằng nghe cái gọi là nhu cầu dùng tiền đô la sẽ được giảm đi rất nhiều. Thì nếu mà không ai dùng tiền đô la hết thì cái đồng tiền đô la nó sẽ đi xuống nhà vệ sinh nhanh hơn. Để nó có những cái vấn đề khác mình quan tâm tới, nhưng gọi là để to ngắn gọn cái video này thì bạn có thể thấy là tiền đô la chuẩn bị đang xuống nhà vệ sinh, châu Âu đang xuống nhà vệ sinh, Canada đang xuống nhà vệ sinh về kinh tế của họ. Và chiến tranh thì đang gọi là sát vách, đúng không? Sát vách. Nhưng BTC cứ nó không quan tâm tới, cứ mỗi 10 phút, khoảng cả 10 phút thì nó tạo ra một khối như vậy. Mà mỗi ngày như vậy nó đào ra 450 đồng. Công ty này công ty nọ thì bắt đầu nhảy vô, đi theo cái con đường của MicroStrategy dẫn dắt để có thu nhập. Bất cứ những cái công ty nào vừa rồi nhảy vô thì cổ phiếu của phần của họ đã tăng từ bao nhiêu chục phần trăm lên tới 100+% chỉ qua một tháng trời. Okay. Từ rồi tổng cộng trên đầu ngón tay như vậy là mình tính được đâu khoảng cả 5 công ty nha. Và nói về những cái công ty khác nữa thì cả bao nhiêu công ty như vậy đã nhảy vô rồi. Bao nhiêu công ty lớn quỹ này quỹ nọ đã công khai tuyên bố, nó lên tới đâu như là 900+ công ty đã công khai tuyên bố là nó đang nắm giữ cái spot Bitcoin ETF, có nghĩa là ETF gap của BlackRock, Fidelity và những cái quỹ lớn nhất thế giới. Thì bạn có thể hình dung là thằng Bitcoin nó mạnh như thế nào. Có những cái thứ rất là ghê gớm nó đang xảy ra, cũng giống như là một đế chế chuẩn bị sụp đổ. Chiến tranh thì sát cánh, nhưng Bitcoin là cứ mỗi 10 phút như vậy nó tạo ra một khối. Và cái con giá của nó ngay bây giờ là nó đang đi theo cái tín hiệu mình cung cấp cho cộng đồng Việt Nam. Vừa rồi như vậy nó có một sự bay bổng của cái ngày hôm qua, nhưng vừa rồi nó đã rút lại và nó đi theo cái tín hiệu mình đã cung cấp cho cộng đồng Việt Nam. Giá sẽ rơi vào cái vùng bao nhiêu, nó đã gần sát cánh chưa, và sau khi nó rơi tới cái vùng đó thì nó bay như thế nào, nó bay nhanh như thế nào. Đừng để bỏ lỡ cái cơ hội cuối cùng để thu gom rẻ. Cân nhắc. Nhớ đến ngày hôm nay mà bạn chưa có một Bitcoin nào, hay là bạn chưa có gọi là 0.5%, 1% hay sao đó, thì cái đó là một sai lầm lớn nhất của mỗi đầu người trong trái đất này nếu bạn chưa có nó. Bởi vì nó là cái bảo hiểm cho tương lai. Nó là cái con đường duy nhất giúp bạn có được tự do tài chính, cũng giống như giàu sang,
trong những tháng và năm tới đây. Nó sẽ thay thế, nghe, nó sẽ thay thế tiền đô la, nó sẽ thay thế vàng đeo tay khoe cổ, nó sẽ vượt qua cái market cap của vàng, vân vân và vân vân. Thì mình khuyên cho những người nào mà chưa biết thì bạn nên học về nó, bạn có thể lên cái nền tảng Tiền Academy để học. Còn những người nào mua bán tiền điện tử thì chắc chắn 100% bạn phải cần những cái tín hiệu của bên mình, tín hiệu spot của bên mình nó lên tới 90-95%. 17 tháng trời như vậy chứ không phải ngồi 1 ngày 2, 17 tháng trời mình đang ở trong một cái nhà hàng của Trung Quốc. 17 tháng trời như vậy. Ok, tín hiệu spot lên tới 90-95%. Làm thế nào để xác thực? Coi cái video 16 phút. Tranh thủ để nhân cái tài khoản của bạn lên, để có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây. Và đó là cái nguồn duy nhất mà nó có thể dẫn dắt bạn tới tự do tài chính. Làm ăn đúng không? Ở ngoài xã hội, phá sản, đầu tư vào cổ phiếu cổ phần, bất động sản, phá sản, vân vân và vân vân. Ok, chỉ có BTC và đâu 20 đồng trong tiền điện tử. Chấm hết. Mà không tin đúng không? Không sao. Đợi cái ngày bạn phá sản đã, rồi bạn quay lại cũng được, không có muộn đâu. Mình nghĩ nó sẽ muộn. Vậy thôi. Tranh thủ học, tranh thủ phát triển, tranh thủ đẩy mình. Bởi vì bạn chỉ còn bao nhiêu tháng như vậy, sau đó cái cửa của tự do tài chính nó đã đóng lại rồi. Thì có nghĩa rằng á, cơm áo gạo tiền tới cuối cuộc đời của bạn. Và đây là cái lần 3.500 mình gõ cửa và mình truyền đạt lại những cái thứ mà mình học một ngày mười mấy tiếng, 4.5 năm trời. Những cái thông tin như vậy nó đã được nằm ở trên cái nền tảng Tiền Academy YouTube. Vô trong đó để tham khảo. Vậy thôi. Xin chào mọi người.